Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khả Năng ơi. Thực sự là ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục soi lại sơ đồ của cầu thủ Bảo Đăng San thôi, một trong những cầu thủ có thể nói là nô 1 đường môn của cầu thủ S10 đại danh kỳ sử này. Ngày hôm nay thì anh ta lại tiếp tục có cho mình đó là top 3 tổng kim với 86 ca điểm và 569 và giết được 311 mạng, 26 NBC và thủ văn 38 và điện chạm 40. Đó sơ đồ của anh em xem cầu thủ Bảo Đăng San là sơ đồ đẹp và nồi luôn em ơi. Ngày hôm nay thì lên thêm máy móc kiểu một phát rồi sau cho anh em xem này. Ngày nào cũng sao đồ gọi bảo xa anh em, đúng rồi anh em xem mà không chán luôn anh em, sợ là càng thê càng xem càng ghiền anh em. Đại đang sử dụng một set ông bang có thể nói là mắt ông hoàn toàn do diện sử ông bang 20, một cây nhẫn kháng hỏa 30, một cây nhẫn kháng băng 30, một ngọc bội cực phẩm ông bang kháng tất cả 5 kháng độc 30, mắt ông hoàn toàn. Thì ở những video trước thì em đã biết set ông bang này trên dưới là hơn 20 triệu như năm ơi, hơn 20 triệu set ông bang này như năm, hơn 20 triệu set ông bang mắt ông này. Để mà nói mua tầm này mua không ra nè mà. Ảnh đầu tư nó gồm đa số đồ ảnh là mắt ông phòng to. Anh em mà muốn mua lại thằng người cũng mua quýt không mua lại nói đâu nè. Rồi, tiếp tục đó là một cái nỏ nè mà, một cái nỏ thiên quang. Đó, một cái nỏ thiên quang, hoa vũ mạng thiên. Mắt ông phòng to với nội lực 400, tốc độ đánh 40, sát thương 150% và sát thương 60 điểm và hút nội lực 8 và tạm nhãn chống phái 3 cấp. Một cái nỏ mắt ông phòng to ở cái mùa đô top bang hội vừa rồi của bang hội L nha nè. Và anh ta đã đấu giá được và sở hữu không biết là mua được bao nhiêu, nhưng mà khả nghĩ phải trên 20 này mà, trên 20 triệu cái nỏ này nha nè. Đó, tiếp tục là một cái đai lưng. Đâu server anh em cũng biết thì anh ta đã ép cái đai lưng này với là 45 chậm, thủ lý 26, sinh lực lực và tấn công trên mạng 5%. Thì đai lưng này tốn chi phí hơn 10 triệu này mà, chi phí hơn 10 triệu rồi ép được cái đai lưng này. Và vừa rồi thì sau khi ra móc giả tạo 4k thì anh ta cũng đã gom được cái rương và sở hữu cho mình được cái nón, tiếp tục đó là nón địa phách của đường môn, có cho mình phục thủ lý 29 và lọ hồng kích 3 cấp, có thể nói là mắt luôn. Đừng bom cái skin lọ hồng kích là bom 9 lít nha em ơi, mắt 3 cấp và lôi kích thuật 2 cấp và thời gian chậm 38. Một con nón khá đẹp. Tiếp tục đó là một cái áo xăm hoa đặt móc 47, đường môn ông khí 3 cấp. Đó, phục thủ lý 25, thủ lý 25. Bốn món hồng kim hồng phá này mà. Đó, nó đai áo nón. Thì nỏ này hơn 20, đôi da đai lưng này hơn 10. Áo này với cái này khả người chắc hơn hơn 6 triệu nè mày. Hơn 6 đến 7 triệu, nói chung đã bỏ tiền ra mua cái rương thì anh mua rương rất nhiều. Thì khả nghĩ trên dưới hai món này anh phải đầu tư hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu mới có được hai món này nè mày, đòn server mà. Vừa rồi thì mới xuất hiện mắc 4k gia tỏ thôi nè, đây nè. Thì cái nào mới nó cũng rất là đắt nè mày. Đó, cái nào mới nó rất là đắt. Thì anh đã hiểu cái giá trị của server rồi. Cứ cái nào mới ra thì anh ta đều sở hữu mua hết và anh ta sẽ mở đâm đâm. Có nhiều cái món đồ anh ta mở min mắt, min các kiểu như là không phải sở hữu môn phái của đường môn thì anh ta đều bán lại này mà. Anh ta chỉ chăm chút vào con đường môn của mình thôi. Đó, đó là một sự đầu tư khá tâm huyết dành cho được cao thủ đường môn Bảo Đăng San này. Và tiếp theo đó là một con ngựa minh chủ chiến mã. Minh chủ này bảo là minh chủ hạng 1 nhận được con ngựa này vậy nè. Anh ta mua chắc khả người chừng hơn 10 triệu này mà. Hơn 10 triệu ở server này. Thì tổng số đồ này em nhìn sơ qua thì bao tiền thủ lý nè. Thủ lý 500 bao tay này khoảng hầu đầu tiên sẽ vời khoảng tầm 3 triệu hơn. Đôi dây này cũng vậy nè mà. Tầm này thì rẻ thôi, tầm này đầu tiếp nó rẻ lại thì anh ta sẽ có giá rẻ hơn tí. Rồi. Thì nói chung thì với lại đang có cái ấn quên cái mà dây kim cương bào, một phi phong kháng cả 10 nè. Đó. Một trang sức kháng cả quên một trang sức thủ lý 23. Một một ấn thủ lý 23, một trang sức thủ kháng cả 5. Người kháng cả năm, nói chung là độ kháng cả này khá cao nè mà, lượng thủ khá cao, lượng thủ này khả nghĩ tầm này chắc phải trên 75 cộng 2 cộng 3 gì đó rồi. Rồi nói chung thì tổng sách đồ này anh em cũng đã biết đây, tương đối nó phải hơn 8-90 triệu anh em ơi, nói chung tương đối gần 100 chai, gần 100 chai cho một ạc này, chưa tính đến cái giá trị gạch cao nè mà, đây chỉ mới tính giá trị đồ thôi đó, tính giá trị đồ thôi nè mà, này sẽ đăng ban tầm 25 này, sẽ đăng ban tầm 25 này, vũ khí tầm 20, đai tầm 10 là 55. 55 như thế này cho hơn năm nữa là 60, nói chung là cả ngựa cả đồ nó chắc không đúng. Tầm hơn 90 nè, hơn 90 triệu. Ấn này đầu server khoảng tầm 6 triệu. Ấn tầm server tầm 6 triệu, tầm này cũng khá rẻ. Tầm này đỡ mua ấn này khả nghĩ tầm 4 triệu nè mà. 4 triệu. Rồi. Anh em cùng sơ qua xem sơ qua tổng một lần nữa nè mà, sức đồ thực sự đường môn quá khác nè mà. Mắt đầu hoàn toàn. Đó, sở hữu những món có thể nói là no 1 server. Đây có thể nói là đường môn đầu tiên sở hữu 4 món hồng kim môn phái. Ít hôm mà ra bao tay thiên quang này chắc ảnh sẽ là người ép đầu tiên này mà. Khả nghĩ dự định là như vậy. Bao tay thiên quang. Nếu mà ra bao tay thiên quang 3-3 nữa quá dữ này mà. 3 cấp nữa quá dữ luôn. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video này. Đừng quên ủng hộ cho cầu thủ Bảo Đăng San. Một like cho xem ủng hộ cho em ơi. Nói chung là
càng xem đồ của cao thủ Barca là mình càng là chạy giải nữa mà. Đó, xếp đồ quá dữ nữa mà. Không, mình tụi mình thì không thể nào so bằng được nữa mà. Rồi, anh em theo dõi video đừng quên nhớ like cho xem phòng mạnh nhé.